Ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Bộ trưởng Y tế Jackie Dawn Price sẽ giữ chức Bộ trưởng chống tự tử Anh. Bà Dawn Price sẽ vạch ra hướng đi nhằm mục tiêu giảm số lượng các vụ tự tử và khắc phục những rào cản, ngăn những người có vấn đề về tâm lý tìm kiếm sự giúp đỡ. Theo thống kê của chính phủ Anh, tỷ lệ tự tử đã giảm trong những năm gần đây, nhưng mỗi năm Anh vẫn có 4.500 người tự kết liễu mạng sống của mình. Tự tử cũng là nguyên nhân dẫn tới tử vong nhiều nhất với nhóm đàn ông tuổi dưới 45. Nguyên nhân của việc này là do các dịch vụ khám chữa bệnh về sức khỏe tinh thần ở Anh chưa được quan tâm đúng mức, do chính phủ Anh trong nhiều năm qua đã cắt giảm ngân sách của hạng mục này vì lý do thắt lưng buộc bụng. Các chuyên gia và quan chức Anh thừa nhận rằng các dịch vụ sức khỏe tinh thần tại Anh hiện chưa được cung cấp đầy đủ nguồn lực và chính phủ Anh cần phải đánh giá mức độ quan trọng giữa sức khỏe tinh thần và thể chất là ngang bằng nhau. Vì vậy, qua việc bổ nhiệm Bộ trưởng chống tự tử, Anh muốn đảm bảo rằng vấn đề về tâm lý và tinh thần của người dân sẽ được quan tâm đúng mức. Ngày 17 tháng 1, Thủ tướng May đã bổ nhiệm bà Tracy Crutch làm Bộ trưởng cô đơn nhằm đối phó, giải quyết các vấn đề liên quan đến sự cô đơn trong xã hội đang tác động tiêu cực đến 9 triệu người Anh.